Cho em hỏi là sau khi anh xài cái thằng Billabong 170SC này thì anh thấy hiệu quả nó thế nào anh? Con này đi xài nay cũng mấy vụ rồi, thấy nó cũng hiệu quả ok đó, kiểm soát sâu cũng tốt á. Dạ thì nó chuyên về đặc trị sâu cuốn lá anh. Dạ, với lại trước khi phun với sau phun anh thấy cái mật độ sâu nó thay đổi thế nào vậy anh? Thấy cũng hiệu quả cao Dạ, với hiệu quả gì thì nó có giống như mong đợi của anh không ạ? thì thấy tốt mới xài mấy vụ chứ không tốt rồi dễ gì xài nữa. Dạ, thay mặt công ty em cảm ơn anh nha. Em chúc anh có mùa vụ bội thu.